Chào các bác, hay hướng dẫn cho các bác cách mà mình làm kỳ trên thân ấy, mà nó không ra rễ, nó sẽ đẻ hết mầm gốc ấy, như này. Rồi mình kích mà mình phun giải độc B12 rồi mà nó vẫn không ra rễ, các bác cứ làm theo như của em này thì nó khoảng 2 tuần thôi là sẽ ra rễ. Mình kích nhưng mà nó không ra rễ. Mình đã giải độc rồi, giải độc mấy lần B12 rồi. Mình dùng B12 giải độc nhưng mà vẫn không hiệu quả, vẫn không ra rễ. Thì các bác cứ làm mà theo cái hướng dẫn của em này. Có cách kỳ. Đấy, các bác cách kỳ là mầm gốc tốt nhé. Đấy, các bác cứ cắt ra. Các bác làm như em ấy nhá. Vâng, lấy một cái khay này cho khoảng tầm nửa khay nước này. Đấy, bác dùng Biorot với cả Antolix này. Bác dùng xi lanh này hút lấy hai ml này, các bác dùng 2 ml này. Đấy. Cái này Atolix, cái này cũng Atolix em không tìm được cái ấy nào ấy, nên là này phải dùng nó vẫn là dạng gói, không tìm cái gói nào ấy. Tôi cho một giọt Atolix nhé. Đấy, các bác dùng một giọt thôi. Antolix kết hợp. Các bác thấy đẹp đấy. Các bác thấy cái này rất là hiệu quả ấy. Các bác cứ dùng theo cái đấy, các bác ngâm xuống. Đấy, các bác cứ cho thêm miếng nước cho nó ngập hết gốc cây nhá. Đây, cái này rất là hiệu quả ấy. Em làm ấy thì em thấy hiệu quả ấy, vì mình cũng dùng B12 giải độc mà, nhưng mà nó cũng không hiệu quả đây, nó không ra rễ này. Thì các bác ngâm xuống thì không sợ nhá, không sợ là cây chết hay như nào nhá các bác nhá. Mình dùng cả Atolix nữa. Vẫn là thích cho cây đấy, nên là cũng yên tâm. Các bác cứ dùng Biorot 22 ml với một khoảng một giọt là Atolix này. Đây, em ấy trước rồi này. Rất là hiệu quả, cây bé nó già hết là dễ này, cây ngầm thì nó không ra dễ, ra hết dễ này, cho gần thôi. Đây, ra hết dễ này. Nếu các bác ấy xong ngâm khoảng độ 20 đến 25 phút nhá. Các bác ngâm 20 25 phút xong các bác cho vào cái chậu giữ ẩm nhá. Rêu cái thứ vào để giữ ẩm, không phải chưa trồng vội nhá các bác nhá. Cứ cho như này này. Cứ dựng lên như này. Khoảng 2 tuần sau. Nói chung là từ đến tuần đến 10 hôm ấy, chậm nhất là 2 tuần ấy nó sẽ là dễ. Ổn định thì các bác trồng nhá. Đây, nó đơn giản thôi, các bác cứ ngâm này khoảng 20 đến 25 phút. Các bác bỏ ra chậu, lấy một cái chậu trồng này.
Tôi để lên như này nhá, cho nó giữ ẩm ấy, giữ ẩm, phun sương mà. Các bác cứ thử theo cái cách của em này, em thấy rất là hiệu quả ấy. Đấy, các bác thấy hay, các bác cứ thử dùng thử nhá. Nếu mà thấy hiệu quả thì các bác xem đăng ký kênh cho em nhá. Còn em cứ giúp kênh ấy nhá. Em chào tất cả các bác nhá.